Xin chào bạn, này mình giới thiệu đây là các đây là loại bút bút màu màu sơn nha. Màu sơn có thể vẽ lên bề mặt như là vải đồ này đó đây. Và bút sơn nha các bạn. Và bút các loại bút có thể tới nhà xuất bản New Balaya để lựa hoặc là để tham khảo thêm. Nhân viên bên mình có thể tư vấn cho mình được kỹ càng hơn nha.